mỗi sáng thứ sáu đầu tháng và mỗi sáng thứ sáu và trên màn hình La Vang Media, Media YouTube, La Vang Media Facebook cũng như tại địa phương của chúng ta đây tức là Orange County và VNA 57.3 và San Jose VNA TV 56.10 cũng như Las Vegas VNA TV 26.9. Chúng tôi được trở lại cùng với tất cả quý bà và anh chị em. Và hôm nay chúng ta thấy chúng ta đang sống trong ngày thứ hai của tuần của Tam Nhật Thánh, đó là thứ sáu tuần Thánh. Và cũng trong Tam Nhật Thánh này, bước đầu tiên chúng ta bắt được bước đi vào tức là tuần Thánh. Như vậy tuần Thánh là gì thưa quý bà và anh chị em? Tuần Thánh là một khoảng thời gian có ý nghĩa rất quan trọng để thời gian để tưởng niệm Chúa Kitô hoàn thành công việc cứu chuộc một cách đặc biệt nơi mầu nhiệm vượt qua này và giúp người tín hữu chúng ta sống lại và ý thức hơn về mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô. Như vậy, tuần Thánh bắt đầu Chúa Nhật lễ lá tưởng niệm Chúa Giêsu vào thành Jerusalem một cách long trọng để hoàn tất cái mầu nhiệm vượt qua của Ngài. Và ba ngày sau cùng chúng ta nói đến Tam Nhật Thánh. Thưa quý bà và anh chị em, ngày đầu tiên đó là thứ năm tuần Thánh. Chúng ta vừa mừng lễ ngày hôm qua và kết thúc một buổi chay. Và các tín hữu tưởng niệm Chúa Giêsu vào tưởng niệm Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể cũng như bí tích truyền chức thánh và một nghi thức rất yêu thương đó là rửa chân cho các môn đệ trong bữa tiệc ly. Và trong tâm tình yêu thương này, giờ đây chúng tôi xin mời quý bà và anh chị em chúng ta cùng thưởng thức bài Đình Trời Yêu Thương trong chương trình Qua Mẹ Đến Với Chúa do bà Linh Mục trình bày. Xin mời quý bà và anh chị em chúng ta cùng suy ngẫm. Vào trong thoáng giây nhìn trời cao thanh vắng yêu thương vơi đầy hoặc hết những chua cay đó đây trong đời ngọt mật và men đắng vẫn vương chút gì để nhớ và để thương trên cao ấy người nhìn xuống dương gian vương trên mắt ngọt mật đắng miên man. Và kỷ niệm nào làm Chúa thấy vui hơn, kỷ niệm nào làm Chúa thấy buồn hơn. Từng ngày tháng qua để buồn vương trên mắt, yêu thương hôm nào chợt đây đã tan màu, giấc mơ chưa tròn để lại hồn hoang vắng, bỗng như ngỡ ngàng. Ngày đó Ngài đã yêu trên cao ấy người nhìn xuống dương gian vươn trên mắt ngọt mật đắng miên man và kỷ niệm nào làm Chúa thấy vui hơn kỷ niệm nào làm Chúa thấy buồn hơn rồi như giấc mơ ngày buồn theo mây gió yêu thương dâng đầy lim chết coi hoang mang núi cao sông dài ngày ngày trôi ngao ngán nhớ trong kỷ niệm ngày đến tựa làn mây trên cao ấy người nhìn xuống dương gian vươn trên mắt ngọt mật đắng miên man và kỷ niệm nào làm Chúa thấy vui hơn làm Chúa thấy buồn hơn trên cao ấy người nhìn xuống dương gian vươn trên mắt ngọt mật đắng miên man và kỷ niệm nào làm Chúa thấy vui hơn kỷ niệm nào làm Chúa thấy buồn hơn. Và chúng ta đã cùng đi với Chúa trong hành trình tình yêu thương của Ngài rửa chân cho các môn đệ lập bí tích thánh thể cũng như nói lên cái tâm tình yêu thương đó và vì yêu thương đó mà chính Chúa Giêsu đã hy sinh để bước vào cuộc thương khó của Ngài. Vào ngày thứ sáu tuần thánh hôm nay chúng ta được cùng mừng lễ là tưởng niệm Chúa Kitô vác thập giá lên đồi Canvê. Chúng ta cùng nhau chiêm ngắm thánh giá để biểu tượng cái tình yêu ơn cứu độ của Chúa trên thập tự giá xưa. Và giờ đây chúng tôi cũng xin mời quý bà và anh chị em chúng ta cùng suy gẫm bài Via Dolorosa
có nghĩa rằng là đường lên núi Sọ do hai linh mục trình bày. Vậy xin mời quý bà và anh chị em chúng ta cùng theo dõi. Via Dolorosa in Jerusalem that day. The soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressing to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from the beating that was right upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he's borne with every step the scorn of those who cry out for his death. Thou the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, risa di Jerusalem. Los soldados le abrían paso Jesús, mas la gente se acercaba para ver a que llevaba aquella cruz. Por la vía de la rosa que sabía del dolor, como oveja vino Cristo Señor, y fue él quien quiso ir por su amor por ti y por mí. Por la Via Dolorosa al Calvario a morir.
chúng ta vào hôm ấy. Chúa Kitô tưởng niệm cuộc khổ nạn của Ngài, vác thánh giá lên đồi Can Vê để chiêm ngưỡng thánh giá biểu tượng tình yêu ơn cứu độ của Chúa. Chúng ta bắt đầu bước sang ngày thứ ba của tuần thánh, đó là thứ bảy tuần thánh. Các tín hữu chờ đợi cái cử hành mầu nhiệm phục sinh của Chúa, đặc biệt từ đêm canh thức cho đến sáng Chủ nhật phục sinh. Và sau đây chúng tôi xin mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng song hành với Chúa Kitô, chúng ta cùng phục sinh với Chúa Kitô qua bài hát Alleluia do đoàn Phi trình bày trong chương trình Qua Mẹ Đến Với Chúa sau đây. Người mang cho tôi, người mang cho anh một đôi chân vui, hay đôi mắt lấp lánh, để mai đây đi muôn nơi tôi yêu đời không nguôi. Một Bethlehem xưa khiêm tốn nhỏ bé, một Giêsu nay tặng cho nhân thế tình yêu bao la không nói hết. Trời sắp tắt nắng, ngàn dân lo toan vì họ sắp đói thắt. Vài chiếc bánh, mấy chú cá, 83 người mang ra. Thầy dâng lên cao, tạ ơn Thiên Chúa và chia cho dân chiều xưa no bữa. Lòng hân hoan thay mền cả tiếng hát. Thầy đến chúc phúc, gặp đôi uy nương lo lắng muốn khóc. Thầy đã đến biên nước trắng nên ly rượu thơm ngon. Người tật nguyện ra chi trong mắt nhân thế, thầy không khinh chê cũng chẳng xem mô uế. Và hôn tôi không chia nói khó. David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, this goes like this: the fourth, the fifth, the minor four, and the major lift, the baffled king composing. You needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew.
invite you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she threw the hallelujah. Nhận được tình thương của Chúa trong Tam Nhật Thánh, tức là ngày thứ năm tuần thánh, chúng ta đã cùng sống với Chúa qua tình yêu của Ngài. Ngài lập bí tích thánh thể để tiếp tục nuôi dưỡng tâm linh của chúng ta cho đến ngày cuối đời, và chúng ta cùng sống với nhau trong cái sứ điệp mà chính Chúa trao giảng cho chúng ta, đó là cùng nhau rửa chân cho nhau để cùng sống với nhau trong tâm tình yêu thương như chính Chúa đã sống với chúng ta. Một cái tâm tình của Ngài, một đinh trời yêu thương mà chính Chúa tuôn đổ hồng ân ra xuống trên cho tất cả mọi người, cho tất cả mọi người chúng ta, người ngay cũng như kẻ dữ, người lành cũng như kẻ xấu. Và chúng ta lại nhìn thấy được cái sự hy sinh của Ngài trên vác thập giá lên đồi Can Vê để sẵn sàng chết cho tội lỗi của chúng ta. Và nói đến đây, Ngài chết đây không phải là hết, nhưng mà Ngài chết rồi ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Và chúng ta đã nghe bài hát Hallelujah để chúng ta cùng nhau ca tụng tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta cùng chết cho tội lỗi của chúng ta để chúng ta cùng phục sinh với Chúa Kitô trong ngày sau hết. Như vậy, trong cuộc hành trình đức tin còn lại của chúng ta, mỗi ngày chúng ta sống với Chúa trong tâm tình yêu thương, chúng ta chết đi cho cái bản năng riêng tư của mình, và chúng ta cùng phục sinh với Chúa để rồi chúng ta tiếp tục sống nhân chứng tin mừng mà chính Chúa trao gửi mỗi người chúng ta, đó là tâm tình yêu thương, chia sẻ bánh cơm cho nhau, lang thang đây đó chỗ này chỗ kia để chúng ta loan tải tin mừng tình yêu thương của Chúa. Chúng ta sống với Chúa trong mùa phục sinh này một tâm tình mới hơn, để chúng ta nhìn thấy rằng Chúa là nguồn ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta. Chúng ta sống và giữ vững niềm tin như các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta đã sống, giữ vững kiên trì trong những khó khăn, nhất là trong khó khăn chúng ta đến với Chúa và đến với mẹ, để chúng ta cùng sống với nhau trong cái tâm tình ước mơ ước nguyện, cũng như trong cái tâm tình mà chính Chúa trao cho chúng ta là hãy cầu nguyện liên lỉ, đừng bao giờ chán, đừng bao giờ thất vọng, phải luôn luôn có sự hy vọng, vì sự hy vọng đem lại niềm vui ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta. Và vì thế, mỗi hàng tháng chúng ta có thánh lễ đầu tháng tại linh đài Đức Mẹ La Vang, chúng ta cùng đến với mẹ để chính mẹ, nhờ mẹ cầu bầu cho mỗi người chúng ta, để chúng ta nên chưa đến gần với Chúa hơn. Chúng ta đến với mẹ cũng như đến với các thánh tử đạo Việt Nam là cha ông của chúng ta đã hy sinh đổ máu đào vì nhân chứng đức tin, qua các câu chuyện mà chúng tôi đã chia sẻ với quý bà và anh chị em. Từ khi chúng ta có chương trình câu chuyện sống nhân chứng đức tin cho đến bây giờ, mỗi thánh có một cuộc sống riêng, mỗi thánh có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà các ngài đã được vinh thắng vì giữ vững niềm tin trong những lúc khó khăn nhất. Ngài, các ngài luôn luôn cầu nguyện, phó thác, tin tưởng và luôn luôn đồng hành với mẹ Maria qua chàng chuỗi mân côi, vì nhờ lời cầu mẹ, cầu bầu đó mà chính mẹ đã cũng cầu nguyện cho các ngài luôn luôn giữ vững niềm tin. Và vì thế trong cuộc sống chúng ta bây giờ cũng thế, chúng ta sống một nhân chứng đức tin trong thời đại mới bây giờ. Chắc chắn khi chúng ta tin thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, chắc chắn khi chúng ta đến với mẹ qua chàng chuỗi mân côi, chắc chắn rằng
Chúa sẽ cầu bầu, Chúa sẽ nâng đỡ phù trì cho chúng ta, Mẹ sẽ cầu bầu cho mỗi người chúng ta, và suy gẫm vào gương của các thánh để chúng ta sống nhân chứng đức tin mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng niềm vui tuyệt đỉnh nhất đó là chúng ta cùng gặp nhau trên quê trời, mà nơi mà chính Chúa đã hứa ban cho chúng ta là ngày sau hết Thầy đi trước để dọn chỗ cho các con, và khi Thầy đã xong rồi Thầy sẽ về đón các con trở về với Cha Thầy để hưởng phúc trường sinh trên quê trời. Đó là niềm vui tuyệt đỉnh nhất của chúng ta. Chúng ta cùng nhau xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta sống những ngày còn lại của tuần thánh này một cách tốt đẹp hơn, suy gẫm cuộc khổ nạn của Chúa để chúng ta bắt đầu bước vào một cuộc sống mới phục sinh với Chúa trong ngày sau hết. Chúng tôi rất chân thành cảm ơn tất cả quý bà và anh chị em đã theo dõi câu chuyện thứ sống nhân chứng đức tin hàng tuần của chúng tôi vào mỗi sáng thứ sáu đầu tháng tại Orange County này, và xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta, và nhất là Chúa phục sinh luôn luôn đồng hành với chúng ta để chúng ta cùng phục sinh với Chúa Kitô. Hẹn gặp lại quý bà và anh chị em vào sáng thứ sáu tuần tới. Kính mừng Mẹ theo sáng chúng con.